Thầy chào các em đã đến với kênh của thầy Quang. Trong tiết học này, thầy sẽ hướng dẫn các em học bài số 1, phần cứng máy tính. Thì bài số 1 này là thuộc chủ đề A, máy tính quà em. Phần A1 là phần cứng và phần mềm. Thì trong bài 1 này, thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu các cái phần cứng của máy tính cũng như là chức năng của các phần cứng của máy tính ha. Thì bài 1 là trang số 5. Sách tinh học lớp 4, sách cánh diều hết các em. Thì sau khi các em học xong bài này thì các em sẽ nêu được tên của một số thiết bị phần cứng máy tính đã biết, trình bày được sơ lược vai trò của một số thiết bị phần cứng thông dụng. Các em tìm hiểu phần khởi động ha. Em hãy kể tên những cái thiết bị thuộc thành phần cơ bản của máy tính. Thì những cái thiết bị thuộc thành phần cơ bản của máy tính, chẳng hạn như là màn hình nè, bàn phím, chuột hay là thân máy, đây là những cái thiết bị cơ bản các em. Em còn biết những thiết bị nào khác của máy tính, hãy chia sẻ cho các bạn cùng biết. Thì ngoài những cái thiết bị cơ bản này, máy tính còn có một số thiết bị khác, chẳng hạn như là tai nghe, micro, máy in hay là USB, vân vân. Các em tìm hiểu phần một nhỏ, phần cứng và thiết bị ngoại quy. Thì phần cứng là gì? Phần cứng là những cái thiết bị của máy tính ở bên trong và bên ngoài thân máy. Thân máy cũng được xem là một cái thiết bị phần cứng của máy tính hết các em. Thì các thiết bị phần cứng bên ngoài thân máy người ta gọi là thiết bị ngoại quy. Thì các em hãy thực hiện hoạt động số 1 ha. Một số thiết bị ngoại quy phổ biến được chỉ ra ở hình 1, thì các em xem hình 1 ở bên đây. Theo em thì mỗi thiết bị này bổ sung cho máy tính chức năng gì? Hãy chia sẻ cho các bạn cùng biết nhé. Thì ở đây có 6 thiết bị các em: tai nghe, máy in, máy chiếu, ổ đĩa ngoài, thiết bị nhiễu lách. Ở đây là cái USB các em, modem. Thì những thiết bị này có những chức năng gì ha? Thì chắc lẽ các em cũng đã biết rồi. Thì tai nghe thì có chức năng là phát âm thanh, tức là đưa âm thanh từ trong máy tính ra môi trường bên ngoài để cho chúng ta có thể là nghe được. Máy in thì có chức năng là in ra giấy, tức là in những cái thông tin, dữ liệu từ trong máy tính ra ngoài giấy. Máy chiếu thì máy chiếu ở đây, chắc có lẽ các em cũng đã từng thấy các thầy cô dùng máy chiếu để giảng dạy. Thì máy chiếu này là để chiếu dữ liệu cũng như là chiếu thông tin ở từ trong máy tính lên màn hình lớn các em, tức là chiếu lên màn ảnh lớn để cho chúng ta có thể là dễ nhìn thấy được ha, từ xa có thể là nhìn được cái nội dung. Ổ đĩa ngoài thì ổ đĩa ngoài ở đây là chức năng của nó là dùng để lưu trữ dữ liệu các em. Tuy nhiên thì lưu trữ dữ liệu với một cái dung lượng khá là lớn ha, khá lớn. Thì ổ đĩa ngoài bây giờ thì cũng tầm khoảng 500 GB hoặc là 1 TB, thậm chí là hơn nữa các em. Thì bộ nhớ lách này thì người ta thường hay gọi là cái USB á. Đây là cái thiết bị ngoại quy để cắm vào máy tính, cũng có thể là dùng để lưu trữ dữ liệu ha. Tuy nhiên thì bộ nhớ lách này dung lượng lưu trữ nó nhỏ hơn so với ổ đĩa ngoài ha các em. Đây. Thiết bị cuối cùng cái modem. Modem thì nó có chức năng là để kết nối mạng. Thì các thiết bị ngoại quy giúp cho máy tính tiếp nhận, đưa ra thông tin hoặc là mở rộng khả năng lưu trữ. Ví dụ như là máy in thì bổ sung cho máy tính thì chức năng in thông tin ra giấy. Rồi modem thì bổ sung cho máy tính thì chức năng nhận và gửi thông tin ở trong mạng máy tính ha. Thì các em thấy nè, thì mỗi một thiết bị ngoại quy như vậy thì nó đều bổ sung chức năng hữu ích cho máy tính của mình ha. Tiếp theo các em tìm hiểu phần 2 nhỏ. Tìm hiểu về các thiết bị phần cứng bên trong thân máy. Hoạt động số 2. Hình 2, đây hình số 2 này các em. Thì các em nhìn hình số 2 này. Em hãy cho biết một số thiết bị phần cứng bên trong thân máy. Hãy cùng các bạn quan sát để biết tên và chức năng của chúng. Thì đây là cái thân máy ha, hay ở nhà chúng ta còn thường hay gọi là thùng máy đấy các em. Thì ở bên trong đây nó có nhiều thiết bị ha, người ta còn gọi là nó có nhiều linh kiện. Thì em cùng với các bạn cùng xem coi bên trong này nó có những cái thiết bị gì ha, và chức năng của nó là gì. Thầy chiếu hình rộng lên cho chúng ta dễ nhìn ha. Đây, thì đầu tiên ở đây các em thấy ở đây
ngay vị trí này ở bên trong. Đây là cái bộ tản nhiệt các em, đây là cái cánh quạt để tản nhiệt. Thì ở bên dưới cánh quạt này là cái bộ xử lý, người ta gọi là CPU ha, CPU. Rồi, tiếp theo nữa thì ở đây có những cái thanh giống như những cái thanh thước các em vậy đó. À, người ta gọi là bộ nhớ RAM nha. Rồi, đây có một cái vỉ, cái vỉ này có rất là nhiều mạch, rất là li ti đây. À, cái vỉ này nè các em, có cái rất là nhiều mạch li ti ở đây, có những cái con chip nhỏ nhỏ gắn ở trên đây nữa, thì người ta gọi là bảng mạch chính, hay là gọi là mainboard ha. Rồi, tiếp theo thì ở đây có một cái thiết bị gắn ở đây nè các em, gắn ở đây để lưu trữ dữ liệu, thì người ta gọi là đĩa cứng ha. Thì đĩa cứng này là thuộc cái loại là bộ nhớ ngoài nha. Thì để máy tính có thể là hoạt động được đó, thì máy tính cần phải có nguồn điện đúng không em? Nguồn điện thì phải có thiết bị cấp cái nguồn điện cho máy tính của mình hoạt động, và đó chính là bộ nguồn, và ở đây là bộ nguồn nữa các em. Thì cũng có những cái máy tính là bộ nguồn gắn ở phía trên ha, gắn ở phía trên. Tuy nhiên thì cũng có những máy tính là gắn ở phía dưới, tùy theo cái thiết kế đó các em. Thì vị trí ở chứa các cổng kết nối với các thiết bị ngoại quy, chẳng hạn như là bàn phím nè, chuột nè, màn hình nè, loa nè, thì ở chỗ này ha. Thì ở đây là có các cái cổng để cho chúng ta có thể là kết nối bàn phím vào, kết nối chuột vào, màn hình vào hay là loa vào ở ngay cái vị trí này. Thì đây là chức năng của từng thiết bị ha, bộ vi xử lý tức là CPU đó, thì nó có chức năng là thực hiện các cái phép tính toán, xử lý thông tin. Còn bộ nhớ ngoài hay là gọi là đĩa cứng đó các em, thì lưu trữ thông tin, dùng để lưu trữ thông tin ở trong đó ha. Bộ nhớ trong tức là RAM đó, thì chứa thông tin lấy từ bộ nhớ ngoài để tính toán và xử lý. Thì bộ nhớ trong RAM thì đây là một bộ nhớ tạm đó các em, tức là nó chỉ lưu trữ dữ liệu tạm trong quá trình mà xử lý thôi. Nhìn chưa, khi mà các em tắt máy thì dữ liệu trong RAM nó không còn nữa nha. Bảng mạch ha, bảng mạch chính hay là cái mainboard, hay là người ta dân tin học người ta gọi là cái main đó, gọi tắt như vậy. Thì bảng mạch này dùng để là kết nối các thiết bị với nhau nha. Còn bộ nguồn thì dùng để là cung cấp điện, tức là cung cấp năng lượng ha, cho máy tính hoạt động. Nhờ có bộ nguồn mà bộ nguồn sẽ cung cấp năng lượng điện cho máy tính, thì từ đó máy tính mới có thể hoạt động được. Như vậy là bên trong thân máy thì có các thiết bị phần cứng giúp cho máy tính thực hiện các cái hoạt động xử lý và lưu trữ thông tin ha. Tiếp theo các em làm cho thầy bài tập và luyện tập ở trang số 6. Trong các thiết bị phần cứng của máy tính sau đây, những thiết bị nào giúp máy tính thực hiện chức năng là đưa thông tin ra bên ngoài ha? Thì ở đây gồm có là máy in, tai nghe, máy chiếu, bàn phím và chuột. Thì trong năm cái thiết bị vừa nêu thì thiết bị thực hiện cái chức năng là đưa thông tin ra, đó là máy in các em, tai nghe, máy chiếu. Còn đối với bàn phím và chuột thì đây là không phải là thiết bị đưa thông tin ra ha. Tiếp tục thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập vận dụng trang số 6. Em hãy nêu tên và chức năng của các thiết bị ngoại quy mà em đã từng nhìn thấy. Thì ở đây các thiết bị ngoại quy thì có thể là có rất là nhiều. Ở đây thầy sẽ kể ra một số thiết bị ngoại quy và chức năng của thiết bị ngoại quy các em. Màn hình nè, thứ nhất là màn hình. Đây là một cái thiết bị rất là cơ bản để đưa thông tin từ máy tính ra bên ngoài. Nó chức năng của nó là để đưa dữ liệu từ trong máy tính hay là đưa thông tin từ trong máy tính ra môi trường bên ngoài để cho chúng ta có thể là nhìn thấy được ha. Chuột thì đưa thông tin vào máy tính, tức là mình có thể là mình thao tác sử dụng chuột để thao tác để đưa những thông tin vào trong máy tính, hay là đưa các lệnh để điều khiển máy tính ha. Bàn phím thì cũng dùng để đưa thông tin vào máy tính ra, thì khi mà các em gõ máy tính đó, gõ trên các phím thì thông tin sẽ từ bên ngoài sẽ có thể là đưa vào máy tính. Máy chiếu thì chức năng của nó là dùng để chiếu thông tin từ cái máy tính lên màn ảnh lớn, hay là dữ liệu từ máy tính lên màn ảnh lớn ha, để cho người ta có thể là dễ dàng nhìn thấy được. Máy in thì sẽ in dữ liệu từ ở trong máy tính ra giấy, in thông tin dữ liệu từ ở trong máy tính ra giấy để có thể là sử dụng. Tai nghe thì có chức năng là đưa âm thanh
đưa âm thanh từ máy tính ra bên ngoài môi trường bên ngoài để cho chúng ta có thể là dễ dàng nghe được ha. Video thì ngược lại là đưa âm thanh từ bên ngoài vào trong máy tính. Webcam, webcam đây là đưa hình ảnh từ bên ngoài vào máy tính. Thì nhờ có những cái chiếc webcam mà máy tính mới có thể là quay được những cái hình ảnh từ môi trường bên ngoài, hay là quay được cái hình ảnh của chúng ta mà có thể là đưa vào bên trong máy tính ha. Sau bài học này thì các em cần ghi nhớ cho thầy. Thứ nhất là các thiết bị ngoại quy để giúp máy tính nhận thông tin vào, đưa thông tin ra hoặc là mở rộng khả năng lưu trữ. Còn các thiết bị phần cứng bên trong thân máy thì giúp máy tính thực hiện các cái hoạt động xử lý thông tin và lưu trữ thông tin. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em học xong bài số 1 phần cứng máy tính, tin học của lớp 4, sách giáo khoa cánh diều. Thầy chúc các em học tập thật tốt, đạt được nhiều điểm cao nhé. Nếu như các em thấy hay thì nhớ subscribe kênh của thầy để không bỏ lỡ những bài học tiếp theo. Còn bây giờ thầy sẽ dừng video ở đây nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.